Xin chào tất cả các bác nhá. Bác ạ, hôm nay mình đi phát đồi keo. Đấy, đồi keo trên này rộng tùm này. Đấy. Nhìn thấy toàn cỏ là cỏ thôi. Và xuống đây nghỉ ngơi thì thấy có một cây này. Mà cái công dụng cây này rất là hữu hiệu luôn các bác ạ. Có rất nhiều công dụng và công dụng cực kỳ hữu hiệu luôn. Đây. Cây này là cây gì các bác? Cây này tác dụng đầu tiên tôi muốn chia sẻ cùng các bác là chữa ong đốt nha. Đấy, ong đốt, mình bị ong đốt thì hãy thường ong đốt ở trong rừng là nhiều nên là tìm gấp cái cây này. Đó. Lấy về chúng ta nhai, nuốt nước và đắp bã vào vết ong đốt nha. Cực kỳ hữu hiệu luôn. Công dụng thứ hai nữa là rắn cắn các bạn. Rắn cắn thì cũng rất là nguy hiểm. Nếu bị rắn cắn, chúng ta đi rừng bị rắn cắn, công việc đầu tiên chúng ta phải galo, sau đó là tìm cây này về nhai. Nhai nuốt nước. Còn bã thì đắp vào vết rắn cắn nha mọi người nhé. Đấy. Xong sau đó là có thể, đây gọi là cực kỳ hữu hiệu nhé mọi người. Đấy. Còn công dụng thứ ba nữa cực kỳ quan trọng với những người dị ứng, đó là những người dị ứng với ong. Món ong là một món rất nhiều đạm. Nhậu ong ấy cực kỳ nhiều đạm luôn. Vì thế nhiều người ăn vào bị dị ứng, mẩn ngứa, nổi mề đay. Có người không nổi được ra thì nó bị dị ứng trong nên là nó gây khó thở, chẹn hết cổ họng luôn, khó thở, có thể còn gây đến tử vong. Nên ong đốt cực kỳ là nguy hiểm. Và ong đốt cũng có dị ứng như vậy. Nói chung là người dị ứng ong, ăn ong cũng dị ứng mà ong đốt cũng dị ứng. Nên là hãy tìm đến cây này nhé. Vâng, tên cây này gọi là cây bồ cu vẽ nha mọi người nha. Các bác nhớ đấy, đó là cây bồ cu vẽ nha. Nó cực kỳ giống cây rau ngót, rau bồ ngót ạ. Đấy mọi người, đồng đội phát bãi gọi về rồi, bây giờ mình giới thiệu sơ qua vậy nhé cho mọi người biết nhé. Đây cây này là cây ngọn đỏ, bồ cu vẽ ngọn đỏ nhé. Đọc lại lần nữa là bồ cu vẽ nhé. Các bác hãy đi rừng thấy để nên đào một cây về trồng. Vì nhiều khi các bác mua ong ăn về ăn ấy, trong gia đình có những người không ăn được ấy, thì các bác hãy ăn rồi mà lỡ ăn rồi hoặc là nó dính vào bát đũa hoặc là chảo gì đấy, nồi chảo gì đấy, bị ngứa thì các bác hãy lập tức lấy cái này về đun cho người bệnh uống nhá. Đó. Vâng, xin giới thiệu ngắn gọn vậy cho mọi người lưu lại để mà làm bài thuốc cho gia đình mình nhé. Vâng, xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới vui vẻ nhé. Mùa dịch này chỉ vào rừng, mà vào rừng thì gặp rắn là ong rất là nhiều nên là hãy nhớ đến những bài thuốc trong rừng nhá. Xin chào các bác.